Sau khi giảm mạnh tới 9% lúc đầu phiên, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Trung Quốc đại lục là Thượng Hải và Thâm Quyến đóng cửa lần lượt giảm 7,7% và 8,4%, qua đó thổi bay gần 400 tỷ đô la Mỹ khỏi thị trường. Đây được xem là ngày giao dịch tồi tệ nhất trong 5 năm qua. Đà bán tháo này phản ánh sự quan ngại sâu sắc về ảnh hưởng kinh tế của dịch bệnh đang hoành hành trong nước. Nhân dân tệ cũng suy yếu, giảm gần 1,5% giá trị, xuống mức khoảng 7 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc kỳ hạn 10 năm, vốn giao dịch rất tích cực, đã giảm mạnh nhất kể từ năm 2014. Cổ phiếu của các nhóm ngành hàng không, du lịch, khách sạn giảm mạnh nhất. Thậm chí cổ phiếu của hai hãng hàng không nội địa lớn là China Southern Airlines và China Eastern Airlines còn bị tạm thời ngưng giao dịch sau khi giảm sàn tới 10%. Tôi cho rằng đà bán tháo tại thị trường đại lục ngay trong ngày mở cửa trở lại là điều có thể hiểu được. Nhà đầu tư đang lo ngại về trường hợp xấu nhất là virus corona sẽ bùng phát và khó được kiểm soát. Trung Quốc có thể mất 2 hoặc 3 năm để phục hồi và nền kinh tế có thể sẽ chìm vào suy thoái. Khi đó thì không một thị trường nào có thể miễn nhiễm. Nhóm cổ phiếu dược dù ngược dòng tăng mạnh trong phiên này, nhưng niềm vui cũng chẳng tày gang. Tập đoàn Meheco, một trong những công ty dược phẩm lớn nhất của Trung Quốc, sau khi tăng kịch trần 10%, cũng đã bị cho tạm thời ngừng giao dịch. Mặc dù lao dốc mạnh, nhưng Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc tin rằng dịch bệnh chỉ có tác động trong ngắn hạn đối với thị trường, và để hỗ trợ các công ty, cơ quan này sẽ kêu gọi nhà đầu tư kéo dài thời gian đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp và cân nhắc các công cụ khác để xoa dịu sự hoảng loạn trên thị trường.